các bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao cái đầu này máy. Rất là đều. Đây, cái dây hãm này. Bánh bị ngắn dây hãm. Cái đường giữa thẳng tắp luôn. Có tặng cho bạn gái nhẫn nào không? Có. Đây. Nên là gọi là cho nhẫn này. Thế nghĩa là nó mua cho chú, thế xong chú mua lại hay là mua cùng lúc? Đi vào chọn này. Cái con đấy nó cũng yêu thật lòng này. Đúng không? Thế em ấy bao tuổi ấy? Bạn học đại học à? Không, em là cùng chỗ. Thế chú làm gì? Bạn này vẫn tỉnh. Thế nên làm việc nó khó chịu gì không? Ngứa không? Thế những cái ông mà được bạn gái đưa đi này, là những ông mà đã đẳng cấp rồi. Thật. Đấy, một là những cái ông ấy nó nhà giàu, kiếm tiền giỏi. Đấy, hoặc là nó làm tỉnh giỏi ấy. Đẹp trai một phần nhé. Hoặc là chim to. Chim to cũng hai bạn gái thì cái bạn gái của chú nó yêu chú là nhất là cái gì à. Chim to hay làm tỉnh giỏi hay đẹp trai? Con đẹp trai nhỉ? Cái chú cười đâu? Cả đang phụ. Con gái cười đâu? Năm đi. Thế nó cũng làm cái tỉnh. Vâng. Thích nhỉ? Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao cái đầu này máy. Rất là đều. Đây, cái dây hãm này. Bánh bị ngắn dây hãm. Cái đường giữa thẳng tắp luôn.